Hello, xin chào các bác và các bạn quay trở lại đến với video tiếp theo nha. Hôm nay em giới thiệu cho các bác một em sù đực đỏ này và một em sù vàng kim cái. Em đực đỏ là em đốm lưỡi, đuôi khói trái các bác nhé. Đấy, hai em đều sù đẹp, sù tít mù luôn. Đấy, quá là xinh luôn, mặt rất hầm hố. Các bác kết em nào thì có thể liên hệ số điện thoại 0972 386 270 nhé, hoặc số điện thoại 0986 298 092 các bác nhé. Ok, hai em đều siêu sinh hết, rất là nghịch ngợm luôn, rất là yêu. Mà này xù lông hai lớp trên lưng luôn rồi. Đấy, chà, quá nghịch luôn. Rồi ok, cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Các bác đừng quên ấn nút đăng ký kênh, bật chuông để theo dõi video nhé. Và đừng quên like và chia sẻ video nữa nha. Xin cảm ơn các bác, hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Những chú cún, còn hai em siêu sinh nữa thôi.